Thưa quý vị, từ 0 đến 6 tuổi là giai đoạn hết sức quan trọng hình thành tính cách của trẻ. Có rất nhiều ông bố bà mẹ tâm sự rằng là trong giai đoạn này cảm thấy vô cùng khó khăn để dạy cho con nghe lời, bởi vì trẻ luôn làm trái ngược lại hoàn toàn so với những gì mà người lớn nói. Vâng, chính vì thế mà cái mục tiêu nói sao để cho trẻ nghe lời vẫn luôn là nỗi trăn trở của rất nhiều ông bố và bà mẹ. Và mời quý vị cùng theo dõi một số những gợi ý ngay sau đây. Nói sao cho trẻ nghe lời là vấn đề mà các bậc phụ huynh luôn quan tâm và các chuyên gia tâm lý đã đưa ra những lời khuyên rất hữu ích. Hãy học tôn trọng sở thích và lựa chọn của con. Cho con sự tự do nhất định trong việc vui chơi và khám phá xung quanh. Nếu những hành động của con không làm ảnh hưởng tới người khác, không ảnh hưởng tới môi trường tự nhiên xung quanh, không ảnh hưởng tới an toàn của con, thì hãy để cho con được vui chơi theo ý mình. Phải hiểu được nhu cầu về tình thương trong con, xem con cần gì ở cha mẹ. Không phải con cần tiền hay điện thoại, iPad của cha mẹ. Hành động quẳng cho con chiếc điện thoại, iPad nghĩa là cho con chơi để con đừng làm phiền mình. Như vậy, việc nuông chiều con không gắn liền với tình thương dành cho con. Yêu chiều nghĩa là khi con muốn tập leo lên cầu thang 80 lần, chúng ta cũng hãy kiên nhẫn để con thực hiện việc yêu thích của con. Đây gọi là tương tác với con. Muốn có sự tương tác, cái chuyện đầu tiên là bạn phải thay đổi cái cách bạn tương tác với con. Bằng cái cách là cái gì? Bạn xây dựng, thí dụ bạn có những cái luật lệ của bạn, thì bạn nhớ hôm nay bạn xài cái luật này, ngày mai bạn cũng phải xài cái luật này. Trẻ con nó học qua mắt hết á. Trẻ con dưới 6 tuổi, rồi thêm một chuyện nữa, mình không hiểu con nữa là cái gì? Con ơi, mình làm này làm kia, ráng giải thích cho nó bằng lời. Trẻ con dưới 6 tuổi bạn giải thích bằng lời, mặt nó ngơ ra vậy nè. Hồi nữa nó cũng hiểu á, nhìn mặt nó cũng thấy nó hiểu lắm á. Hồi nó về nó làm y chang à. Thế thì bạn nên nhớ là cái gì? Có thể cái đứa trẻ lúc đó nó hiểu thiệt, nhưng nó hiểu bằng cái gì? Nó hiểu bằng tư duy hình ảnh, chứ nó không hiểu bằng tư duy logic. Vì sau 6 tuổi trẻ em mới có tư duy logic. Nhưng bạn đặt ra quy tắc, thì bạn nhớ một chuyện là bạn phải giữ cái quy tắc đó. Chứ bạn đừng đặt ra xong mà chính bạn phạm cái quy tắc đó, để đứa trẻ nó nhìn nó không hiểu. Là cái thứ nhất. Cái thứ hai là cái trạng thái của bạn đừng có sáng nắng chiều mưa. Cái trạng thái của mình giữ, mình cân bằng. Cân bằng như thế nào? Cân bằng là khi mà mình đã xác định là cái này không được, thì chỉ nhỏ nhẹ nói với con cái này không được. Và bạn rất cứng rắn với cái chuyện không được đó. Vậy thôi. Còn cái chuyện mà con mà nó ò e, nó đòi cái này đòi cái kia, thì bạn cứ nói không là không. Nhưng mà đừng có hét lên. Cần có những quy tắc để trẻ sống hài hòa với người xung quanh và hài hòa với tự nhiên. Cha mẹ không được phép chặn đứng sự hài hòa của trẻ, không được quyền áp đặt nhu cầu của mình lên các con. Những điều này nhiều phụ huynh Việt Nam dễ mắc phải. Nhiều trường hợp trẻ quậy phá là để làm ngược lại ý muốn của cha mẹ, bởi vì trẻ không có không gian riêng, không được chơi những trò chơi trẻ em. Vì thế, thay vì dạy dỗ, hãy cho con môi trường để con được khám phá một cách tự do, an toàn và lành mạnh. Món buffet tự chọn và được phục vụ chu đáo thì chắc chắn sẽ làm tăng thêm phần hứng.